Tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 6 Số thanh niên tử vong bất thường trong quán rượu ở Nam Phi tăng lên 22 người Hàng nghìn người ở Madrid phản đối hội nghị thượng đỉnh NATO Anh tham gia lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga Báo Mỹ tiết lộ mạng lưới bí mật các biệt kích và tình báo phương Tây đang giúp Ukraine Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Ukraine sẽ tiếp tục độc lập lâu dài sau thời Putin 23 tổng trưởng lý trên khắp nước Mỹ đệ trình bản ý kiến hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công. Mục sư Franklin Graham đã có 60 triệu ca phá thai tại Mỹ kể từ án lệ Roe Wade. Thưa lâm xin chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ít nhất 22 thanh niên được xác nhận tử vong chưa rõ nguyên nhân trong một quán rượu tạm bỡ ở thành phố Đông Luân Đôn, miền nam của Nam Phi. Các quan chức chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên. Tại Nam Phi, các quán rượu tự phát được phép phục vụ đồ uống có cồn và quán rượu cũng có thể chính là nhà dân, không nhất thiết là cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp. Đại diện cảnh sát địa phương, thêm Koshi Kinana cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 18 đến 20. Trong khi đó, quan chức phòng an ninh cộng đồng địa phương Unathi Bikers cũng đã loại trừ nguyên nhân dẫn đến tử vong là do dẫm đạp vì trên các thi thể không có dấu hiệu của các vết thương hở. The Spotlight đưa tin các thi thể được tìm thấy nằm giải rác trên các bàn, ghế và trên sàn nhà mà không có dấu hiệu bị thương. Ông Unathi Bikers cho biết nhiều khả năng đây là một buổi liên hoan kết thúc năm học của một nhóm sinh viên. Nhiều bậc cha mẹ không thấy con cái về nhà ngủ đã tìm đến hiện trường và muốn vào bên trong quán rượu để tìm người thân. Truyền hình địa phương dẫn hình ảnh hiện trường cho thấy cảnh sát đang cố gắng ổn định trật tự đám đông, chờ đợi bên ngoài quán rượu. Thưa quý vị, hàng nghìn người hôm Chủ nhật đã biểu tình ở Madrid để phản đối hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra ở thủ đô của Tây Ban Nha trong tuần này. Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên sẽ gặp nhau tại Madrid từ ngày 29 tới 30 tháng 6 khi liên minh này đối mặt với thách thức chưa từng có vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga, NATO dự kiến sẽ cân nhắc đơn xin gia nhập tổ chức của Phần Lan và Thụy Điển vốn bị thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của liên minh này phản đối. Các quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Tổng thống Nga Putin gọi cuộc chiến là một hoạt động quân sự đặc biệt mà theo ông một phần là phản ứng với việc gia nhập NATO của các quốc gia khác gần biên giới nước Nga thời hậu Xô Viết kể từ những năm 1990. Tôi chán ngấy với việc kinh doanh vũ khí và giết người này. Giải pháp mà họ đề xuất là tăng thêm vũ khí và chiến tranh và chúng tôi luôn phải trả giá cho điều đó. Coitra Horst, một cư dân Madrid đã nghỉ hưu Novotters. Một người biểu tình khác, Charles, 29 tuổi cho rằng NATO không phải là giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà tổ chức tuyên bố có 5.000 người tham gia tuần hành, nhưng chính quyền Madrid đưa ra con số là 2.200 người. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Ambaris cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên một tờ báo được công bố hôm Chủ nhật xong, Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào mối đe dọa từ sườn phía nam của châu Âu ở châu Phi. Trong đó ông nói rằng Nga là một mối đe dọa đối với châu Âu. Thưa quý vị, anh, Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga trong một nỗ lực nhằm đánh vào khả năng nuôi cuộc chiến ở Ukraine của Điện Kremlin. Thủ tướng Anh cho biết động thái này sẽ đánh vào trung tâm bộ máy chiến tranh của Putin. Quyết định được đưa ra khi nhóm G7 gồm các quốc gia giàu nhất thế giới nhóm họp tại Đức. Tổng thống Hoa Kỳ Biden đề nghị các quốc gia G7 khác như Đức, Pháp và Ý cũng sẽ tham gia lệnh cấm này. Cùng nhau, G7 sẽ thông báo rằng chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga một mặt hàng xuất khẩu chính thu về hàng chục tỷ đô la cho Nga. Ông nói trên Twitter. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói thêm, chúng ta cần phải bỏ đói chế độ Putin về nguồn tài chính của nó. Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng ta đang làm chính điều đó. Với việc London là trung tâm giao dịch vàng lớn trên toàn cầu, chính phủ Anh cho biết động thái này sẽ có tác động rất lớn đến khả năng huy động vốn của Tổng thống Putin. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, các nước phương Tây đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân giàu có, ngân hàng, doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Anh cùng các nước khác đã trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga cho đến nay. Biện pháp mới nhất sẽ có nghĩa là các hạn chế nhập khẩu của Anh sẽ được áp dụng đối với xuất khẩu của Nga trị giá khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Vương quốc Anh cho biết lệnh cấm nhập khẩu vàng sẽ sớm có hiệu lực, với luật được đưa ra tại Quốc hội trong những tuần tới. Lệnh này sẽ áp dụng cho vàng mới được khai thác hoặc tinh chế và không ảnh hưởng đến vàng đã xuất khẩu từ Nga trước đây. Không có kế hoạch mở rộng hạn chế đối với vàng Nga được mua hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu được đưa ra. Các cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Bavaria dự kiến sẽ tập trung vào phản ứng của quốc tế đối với cuộc chiến ở Ukraine, cũng như giá cả tăng vọt và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 6, tờ Thời báo New York của Mỹ đã đăng tải thông tin về một mạng lưới các lính biệt kích và nhân viên tình báo phương Tây đang hỗ trợ chính phủ Ukraine của Tổng thống Zelensky. Các quan chức đương nhiệm, cựu quan chức Mỹ và châu Âu nói với Thời báo New York rằng một mạng lưới bí mật các lính biệt kích và nhân viên tình báo tới từ Mỹ và các đồng minh của Washington đang hoạt động để cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và huấn luyện cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Theo nguồn tin trên, dù nhiều hoạt động hỗ trợ này diễn ra ở các căn cứ tại Anh, Đức và Pháp, song một số mật vụ CIA lâu nay đã được khai triển bên trong lãnh thổ Ukraine, hầu hết là tại thủ đô Kyiv. Nhiệm vụ của lực lượng này là chia sẻ các bức ảnh vệ tinh và thông tin tình báo với binh sĩ Ukraine. Vào cuối tháng 2, thời điểm Nga xô quân xâm lược nước này, Mỹ đã tuyên bố di tản các huấn luyện viên quân sự khỏi Ukraine. Ngay sau khi cuộc chiến nổ ra, nhóm lực lượng đặc nhiệm số 10 của quân đội Mỹ đã thành lập một tổ tác chiến ở Đức để điều phối hoạt động viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Nhóm này được cho là đã vươn tới 20 quốc gia. Tờ báo của Mỹ đưa tin rằng vài chục lính biệt kích từ các quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO như Canada, Anh, Pháp và Litva cũng đang hoạt động tại Ukraine. Từ đầu chiến tranh thời nay, các nước NATO đã cung cấp một số lượng lớn viện trợ quân sự cho chính phủ Ukraine, bao gồm cả vũ khí hạng nặng. Trong đó có các hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu không người lái, xe thiết giáp, pháo tự hành. NATO đồng thời tiến hành huấn luyện binh sĩ Ukraine cách thức sử dụng vũ khí khí tài của phương Tây. Thời gian gần đây, ngũ gia đài cũng chuyển cho Kyiv các hệ thống tên lửa phóng loạt hiện đại M142 HIMARS và pháo tự hành M777. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Ukraine đang đối mặt với thời điểm then chốt trên chiến trường và kêu gọi các đồng minh tiếp tục viện trợ cho nước này. Thông tin về sự hiện diện và hoạt động của lực lượng biệt kích phương Tây và nhân viên tình báo của CIA bên trong lãnh thổ và xung quanh của Ukraine xuất hiện đúng ngày nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 khai mạc hội nghị thượng đỉnh ở Đức. Các thành viên G7 bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản là những quốc gia đi tiên phong trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm Chủ nhật cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục độc lập lâu dài sau thời Tổng thống Nga Putin. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G7 ở Đức, người dẫn chương trình Chase Tupper đã hỏi Ngoại trưởng liệu ông có tin rằng Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Khi nói đến các mục tiêu chiến lược của Putin, ông ấy đã thất bại. Ông Lincoln trả lời, mục tiêu chiến lược của ông ấy là chấm dứt chủ quyền và độc lập của Ukraine, xóa bỏ nó khỏi bản đồ để nó thuộc quyền sở hữu của Nga. Điều đó đã thất bại và một Ukraine độc lập có chủ quyền sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều so với Putin. Sau đó, ông cho biết có một trận chiến chiến thuật khốc liệt đang diễn ra ở miền đông Ukraine với sự xâm lược của Nga với các lực lượng Ukraine bị đẩy lùi và chiến tuyến đó đã thay đổi. Theo ông Blinken, điều này đang có lợi cho Nga nhưng mục tiêu chiến lược của Putin cố gắng đạt được đã thất bại. Trước đó, hôm Chủ nhật, tên lửa của Nga đã tấn công một khu trung cư và một trường mẫu giáo ở Kyiv, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Theo người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, Andriy Shemak, 5 người khác bị thương trong vụ tấn công, theo Cảnh sát trưởng Ukraine Iho Klimenko. Người Nga lại tấn công Kyiv, tên lửa đã làm hư hại một tòa nhà trung cư và một trường mẫu giáo. Nga nên được chỉ định là nhà tài trợ nhà nước cho chủ nghĩa khủng bố càng sớm càng tốt, Jermak viết trên Twitter và nói thêm rằng Ukraine rất cần các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố rằng G7 và NATO sẽ tiếp tục làm mọi thứ tập thể có thể để bảo đảm rằng người Ukraine có những gì họ cần trong tay để đẩy lùi sự xâm lược của Nga. Ông cũng nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa không có mục đích nào khác ngoài việc cố gắng khủng bố người Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm Chủ nhật rằng các cuộc tấn công chứng tỏ tầm quan trọng của việc đoàn kết để hỗ trợ Kyiv. Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng Putin đã không tính đến điều này và nó vẫn đang khiến ông ấy đau đầu. Sự ủng hộ to lớn của quốc tế dành cho Ukraine, nhưng tất nhiên cũng là lòng dũng cảm và sự dũng cảm của người Ukraine trong việc bảo vệ đất nước của họ Thủ tướng Sho nói sau khi chủ trì phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm Chủ nhật cảnh báo về sự mệt mỏi của Ukraine, thúc giục Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh vì hòa bình và tự do và dân chủ. Thưa quý vị, 23 tổng trưởng lý trên khắp Hoa Kỳ đã đệ trình một bản ý kiến amicus, ủng hộ một bản đơn kiện của các học viên Pháp Luân Công trong một vụ kiện về tự do tôn giáo cấp cao trước tối cao Pháp viện. Theo thời báo Epoch Times, các tổng trưởng lý đã kêu gọi tòa án liên bang cao nhất Hoa Kỳ đảo ngược phán quyết của tòa án cấp thấp hơn, vốn sai lầm trong một vấn đề có tầm quan trọng quốc gia vốn nằm ở trung tâm của truyền thống lập hiến của chúng ta. Theo một thông cáo báo chí từ văn phòng tổng trưởng lý Texas, Ken Preston, hôm thứ Tư tuần trước, năm 2015, 13 cư dân Flushing, New York, một khu dân cư đa số là người gốc Hoa, đã đệ đơn kiện Liên minh Thế giới chống tà giáo Trung Quốc, CACWA, nhằm ngăn chặn điều mà họ mô tả là một chiến dịch kéo dài 6 năm nhắm vào họ với những vụ đánh đập, sách nhiễu và những lời đe dọa tính mạng trong cộng đồng của họ. Đơn kiện nêu chi tiết 40 trường hợp bị đe dọa hoặc hành hung nhắm vào họ vì đã tham gia các cuộc diễu hành đại diện cho pháp luân công, phát tờ rơi về pháp luân công hoặc quản lý một gian hàng có tài liệu liên quan đến pháp luân công. Trong một vụ việc hồi tháng 7 năm 2011, hai nguyên đơn đã bị người đứng đầu CACWA là bà Lý Hoa Hồng tấn công. Sau đó một đám đông từ 20 đến 30 người đã bao vây hai học viên pháp luân công này. Một người trong họ đã bị giữ ở đó trong khoảng 30 phút cho đến khi cảnh sát tới. Trong khi nhóm này la hét, hãy giết bà ta và hãy đánh chết bà ta. Theo Tổng trưởng lý Texas, Ken Preston, trong vụ kiện này một nhóm tín ngưỡng được gọi là Pháp Luân Công, có nguồn gốc từ Trung Quốc, đã trải qua cuộc đàn áp và sách nhiễu ngay trên đất Hoa Kỳ. Ông nói thêm, các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện theo quy chế liên bang lập luận rằng họ là nạn nhân của các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực nhằm hạn chế quyền tự do tôn giáo của họ theo tu chính án thứ nhất. Tham gia nêu lên ý kiến cùng các tổng trưởng lý còn có viện First Liberty có trụ sở tại Texas, giáo sư luật và tôn giáo John D. Anishu, thuộc đại học Washington ở Saluith và công ty luật bất vụ lợi Becky Fund vì tự do tôn giáo có trụ sở tại Washington. Pháp luận công còn gọi là pháp luận đại pháp. Là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập tĩnh tại và các bài giảng đạo đức tập trung vào các nguyên lý chân, thiện và nhẫn. Pháp luân công trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào những năm 1990. Đến năm 1999, cho rằng sự phổ biến này là một mối đe dọa, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc nhắm vào pháp luân công và những người theo học môn này. Kể từ đó hàng triệu học viên pháp luân công đã bị bắt giữ trong các trung tâm giam giữ, nhà tù và trại lao động trên khắp Trung Quốc. Tại đây họ đã bị tra tấn thể xác, cưỡng bức lao động và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong bản ý kiến Emigres, các tổng trưởng lý cho rằng, phán quyết của một tòa án cấp dưới bác bỏ vụ kiện là sai lầm cho một vấn đề có tầm quan trọng quốc gia vốn dĩ nằm ở trung tâm của truyền thống lập hiến của chúng ta, cụ thể là quyền tự do tôn giáo. Cam kết của Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo là thiết yếu, các tổng trưởng lý cho biết. Điều đó tạo thành một trong những quyền hiến định được bảo vệ một cách cẩn thận và thận trọng nhất của chúng ta. Đạo luật về tự do tiếp cận lối vào phòng khám quy định rằng, bất kỳ ai bằng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực hoặc bằng cản trở vật lý gây thương tích, uy hiếp hoặc can thiệp vào bất kỳ người nào đang thực hành hoặc tìm cách thực hành một cách hợp pháp quyền tự do tôn giáo tại nơi thờ tự tôn giáo là phạm tội hình sự liên bang. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 2 ở New York đã từ chối sự bảo vệ theo luật định của các nguyên đơn, bằng cách diễn giải một cách nông cạn thuật ngữ nơi thờ tự tôn giáo chỉ là những nơi chủ yếu dành cho hoạt động thờ tự tôn giáo. Các tổng trưởng lý cho biết khi diễn giải như vậy, tòa án đã thu hẹp quá mức một đạo luật nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực tồi tệ nhất ở nhiều nơi linh thiêng của Hoa Kỳ. Ông Bratzen tuyên bố rằng quyết định của tòa án cấp dưới đã dẫn đến việc thiếu sự bảo vệ dành cho quyền tự do tôn giáo của pháp luân công. Thêm minh khuê cho Morgan một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên lưu trữ thông tin về các cuộc đàn áp pháp luân công. Trong năm 2021, tại Trung Quốc đã xảy ra gần 6.000 vụ bắt giữ và 10.527 vụ sách nhiễu nhắm vào các học viên pháp luân công. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu tuần trước, trên Newsmark, mục sư Franklin Graham đã ca ngợi quyết định của tối cao pháp viện Mỹ lật lại án lệ Roe kiện Wade, trong đó ông gọi việc phá bỏ hơn 60 triệu thai nhi kể từ phán quyết mang tính bước ngoặt cách đây gần 50 năm là một tội ác diệt chủng đối với những đứa trẻ chưa sinh ra. Theo một ước tính, có đến hơn 63 triệu ca phá thai đã diễn ra ở Hoa Kỳ kể từ quyết định của tối cao pháp viện khi đó. Việc tối cao pháp viện hôm 24 tháng 6 đảo ngược phán quyết năm 1973 có khả năng dẫn đến lệnh cấm phá thai ở một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ, chủ yếu là tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Mục sư Graham là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham và Tổ chức Cứu trợ và Truyền giáo Cơ đốc Quốc tế Samaritan cho biết trên Newsmax rằng ông ước việc phá thai bị xóa sổ hoàn toàn và vẫn có nhiều tiểu bang cho phép phá thai. Nhưng tôi tin rằng đây là một bước đi đúng hướng. Phán quyết được đưa ra hơn một tháng sau vụ dò dỉ bản dự thảo ý kiến của thẩm phán Samuel Alito, cho thấy tòa án cao nhất nước Mỹ đã chuẩn bị để thực hiện bước đi quan trọng này. Thẩm phán Alito trong ý kiến cuối cùng được đưa ra hôm thứ Sáu đã viết rằng vụ Roe và Planet Paletus kiện Casey Quyết định năm 1992 tái khẳng định quyền phá thai là sai và phải bị lật lại. Tham gia cùng ông Alito còn có các thẩm phán Kalerin Thomas, Neil Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Ba thẩm phán sau là những người được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm. Mục sư Graham cho biết việc phá thai nên bị cấm ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ. Ông nói, chúng ta có rất nhiều tệ nạn trên thế giới và phá thai là một trong những tệ nạn đó và tôi hy vọng và cầu nguyện rằng một ngày nào đó nó sẽ được chấm dứt ở đất nước này, ở mọi tiểu bang. Đã có hơn một chục tiểu bang tại Hoa Kỳ ban bố lệnh cấm phá thai ngay lập tức sau khi Roe v. Wade bị đảo ngược. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.